Thực hiện chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hưng Yên năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1002 về việc phê duyệt danh sách các hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở gồm 855 hộ. Trong đó, có 713 hộ nghèo và 142 hộ nạn nhân chất độc da cam còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ xây dựng nhà ở năm 2023. Mức hỗ trợ đối với các hộ xây dựng mới là 80 triệu đồng một hộ, đối với các hộ sửa chữa là không quá 40 triệu đồng một hộ. Ngoài mức hỗ trợ chung, tỉnh khuyến khích các địa phương hỗ trợ thêm đối với các hộ xây dựng mới, hỗ trợ xây dựng công trình phụ từ các nguồn kinh phí xã hội hóa, hợp lý khác do địa phương quyết định. Dựa trên tiến độ xây dựng sẽ bàn giao số tiền hỗ trợ theo từng hạng mục xây dựng và khi hoàn thiện, các công trình nhà ở xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2023 và hoàn thành việc trao hỗ trợ xong trước ngày 15 tháng 12 năm 2023.